Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Phát triển Mậu Việt Hiên. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn công thức kết một chiếc đầm cột dây ở phía sau cổ. Thì mình có các số đo như sau. Dài đầm đo từ đỉnh ngực là 95 cm và vòng ngực là 90 cm. Thì mình chỉ còn hai cái số đo này thôi. Bây giờ mình sẽ đi vào phần thiết kế. Đầu tiên thì mình sẽ kẻ một đường thẳng dọc và một đường thẳng ngang cách biên giới một khoảng trống. Mình đặt điểm này là điểm A. Từ điểm A mình sẽ lấy xuống là theo thông số là dài đầm. Thì dài đầm sẽ bằng số đo là 95 cm. Dài đầm này mình đo từ đỉnh ngực đến hết phần dài đầm. Mình đặt điểm này là điểm B và mình kiếm một đường ngang vuông góc. Tiếp theo, từ điểm A mình lấy xuống là hạ eo. Thì hạ eo sẽ cách đường ngang ngực là 15 cm. Từ điểm C mình sẽ lấy xuống là 20 cm là hạ mông. Và mình kéo đường ngang vuông góc. Mình đặt điểm này là điểm D. Và từ điểm A mình sẽ lấy qua là ngang ngực. Ngang ngực thì bằng vòng ngực chia cho 4 và cộng thêm nhau 1 cm. Thì vòng ngực của mình là 90 chia 4 thì được là 22,5 và cộng 1 cm nữa thì được là 23,5 cm. Từ điểm D mình sẽ lấy qua là ngang mông. Thì ngang mông sẽ bằng ngang ngực cộng cho 1 cm. Thì lúc nãy ngang ngực của mình là 23,5, mình cộng 1 nữa thì được là 24,5 cm. Từ điểm B mình sẽ lấy qua là ngang lai. Thì ngang lai sẽ bằng ngang mông trừ đi cho 4 cm. Thì ngang mông của mình là 24,5, mà mình trừ đi cho 4 thì còn lại là được là 20,5 cm. Và sau đó mình nối điểm A1 đến điểm D1 và đến điểm B1. Và mình sẽ dựa vào các cái đường thẳng này, mình sẽ vuốt lại cái đường sườn sao cho nó tròn ở phần mông. Và mình sẽ giảm sườn là 1,5 cm. Sau đó thì từ điểm B. Sau đó thì từ cái điểm B mình sẽ vẽ lại vòng lai của thân sau. Từ dưới lai mình sẽ lấy lên là 45 cm. Mình sẽ làm một dấu bấm. Dấu bấm này sẽ là dấu bấm dừng xe ta. Thì vị trí ngang eo mình sẽ may thun. Thì mình sẽ vẽ các cái nét đứt như thế này để mình thể hiện là cái đường chỉ thun. Và vị trí ngang ngực cũng vậy, mình cũng may chỉ thun cho nó vuông lại. Và mình cũng vẽ các cái nét đứt như thế này thể hiện cho việc may chỉ thun. Và bây giờ mình sẽ đi vào phần thiết kế thân trước. Mình sẽ nối dài thêm các cái đường thẳng ngang như thế này. Sau đó mình kiếm một đường thẳng dọc. Mình nối thêm cái đoạn này ra một chút. Trong quá trình mà các bạn xem video thì những lượt like và những lời bình luận mà các bạn để lại trên kênh của mình là những đóng góp hết sức quý giá của các bạn và là động lực để mình ra nhiều video hay và chất lượng hơn. Mình đặt điểm này là điểm E, điểm này là điểm F, điểm này là điểm H và điểm này là điểm G. Từ điểm E này mình sẽ lấy qua là ngang ngực. Thì ngang ngực sẽ bằng số đo vòng ngực chia cho 4 và cộng thêm cho 1,5 cm. Thì vòng ngực của mình là 90 thì vòng ngực của mình là 90 cm. Chia 4 thì được là 22,5, cộng thêm cho 1,5 cm nữa thì mình được là 24,5 cm. Và mình đặt điểm là điểm E1. Từ điểm H mình lấy qua là ngang mông. Thì ngang mông sẽ bằng ngang ngực cộng thêm cho 1 cm. Thì ngang ngực lúc nãy mình tính là 24 cm, thì bây giờ mình cộng 1 nữa sẽ được là 25 cm. Và mình đặt điểm là điểm H1. Từ điểm G mình lấy qua là ngang lai.
thì ngang lai sẽ bằng ngang mông và trừ đi cho 4 sen. Thì ngang mông của mình là 25 trừ 4 thì còn lại là 21 sen. Sau đó thì mình sẽ nối các điểm Y1, H1 và G1 lại với nhau. Và mình dựa vào cái đường thẳng này mà mình đánh cong lại cái đường sườn sao cho nó tròn đều giống như đường sườn trên cơ thể người. Và mình sẽ giảm sườn là 1,5 cm. Sau đó thì mình sẽ vẽ lại cái vòng lai. Phần sườn áo của thân trước thì từ ở dưới lai mình cũng lấy lên là 45 cm. Sau đó thì mình làm một cái dấu bấm. Thì dấu bấm này sẽ là vị trí dừng sita. Tiếp theo từ điểm Y mình sẽ lấy lên là 12 cm. Và sau đó mình kiểm một đường ngang vuông góc với cái đường thẳng dọc. Mình đặt điểm này là điểm Y. Từ điểm Y này mình sẽ lấy qua là 19 cm. Thì cái đoạn thẳng này nữa sẽ nhỏ hơn cái đoạn thẳng ngang ngực là Y1 sẽ nhỏ hơn là 6 cm. Và mình nối điểm Y1 và Y1 lại với nhau. Mình kéo dài lên phía trên một chút. Từ điểm Y1 mình sẽ lấy lên là 6 cm. Sau đó thì mình sẽ nối cái điểm 6 cm này đến điểm Y. Vòng cổ thì mình sẽ chưa được may là 2 cm để mà mình may cuộn và mình sẽ luồn dây. Thì vị trí ngang eo của thân trước nó sẽ giống như là thân sau, thì mình cũng may chỉ thun. Vòng nách của thân trước thì mình may viền gập vào bên trong. Thân sau nhân 1. Thân trước nhân 1. Bây giờ mình sẽ cho thêm đường may sườn 1,5 cm. Phần ngang ngực của thân sau mình cũng chưa đường may là 1,5 cm. Khi mà mình may chỉ thun xong thì mình sẽ may thêm một đường gập đường may 1,5 cm này vào bên trong. Sườn áo thân trước mình sẽ chưa đường may là 1,5 cm. Vòng nách mình sẽ chưa đường may là 0,6 cm để mà mình may viền và gập vào bên trong. Vòng cổ thì mình sẽ chưa đường may là 2 cm để mà mình may cuộn và mình sẽ luồn dây. Lai mình sẽ chưa là 1,5 cm cho đến 2,5 cm. Đường giữa của thân sau là vải gấp đôi cho nên mình không chưa đường may. Và đường giữa của thân trước cũng là gấp đôi cho nên mình sẽ không là chưa đường may. Từ điểm Y mình sẽ lấy xuống là 8 cm là vị trí xê cổ chữ V.